Kính thưa quý vị các bạn thân mến, hôm nay mình làm một đề tài theo như trên Facebook mình đã search được thì có những cái bài rất là tuyệt vời hay, mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn. Việc thứ nhất, nó là những việc làm bị ổi đáng khinh của linh mục Agostino Nguyễn Đức Lợi, giáo xứ Thánh Linh, giáo phận Phan Thiết. Và một bài nữa là danh nhân thành công. Danh nhân hành trình của một danh nhân bỏ đạo Công giáo nhưng rất thành công. Đấy, thì đây là những cái bài đề tài rút ra để cho những con chiên mà có cuồng đạo thì cũng nên bớt lại. Hãy tin theo lý trí của con người là nhân bản, để từ đó chúng ta có một cái hành trình đúng đắn hơn về cuộc sống của một con người, không nên làm một con chiên. Những việc làm bỉ ổi đáng khinh bỉ của linh mục Agostino Nguyễn Đức Lợi, giáo xứ Thánh Linh, giáo phận Phan Thiết. Đây là bài viết để vạch mặt tên linh mục Agostino Nguyễn Đức Lợi về những việc khốn nạn và bỉ ổi xảy ra tại giáo xứ Thánh Linh, giáo phận Phan Thiết năm 2007 làm quản sứ giáo Thọ Tràng của một giáo dân. Có lẽ cha là vị cha đầu tiên và đã có thể là vị cha duy nhất trong cuộc đời tôi mà tôi có thể cảm nhận được đó là một sự khinh bỉ. Nói như vậy có lẽ cha cũng biết được những việc mình làm trước đây là đáng hổ thẹn và tệ bạc đến giường nào. Năm 2007, cha chính thức làm quản sứ giáo xứ Thọ Tràng. Lúc đó tôi rất vui và hạnh phúc khi có cha sở mới về. Nhiều hy vọng mới đã hình thành và nảy sinh trong đầu, và hy vọng vào cha Lợi rất nhiều. Nhưng không thể tưởng tượng được những điều hy vọng của tôi sớm trở thành công cốc khi mà có quá nhiều chuyện bất ngờ mà cha đã mang đến cho giáo xứ Thọ Tràng thân yêu của tôi. Những việc bê bối liên tiếp xuất hiện, những mối quan hệ trong đời sống của cha Lợi bắt đầu có những biểu hiện bất thường, trong đó việc quan hệ với sơ đoan. Chắc cha còn nhớ sơ nhĩ. Những ánh mắt, những cử chỉ của cha thực sự làm tôi không thể chấp nhận được, và tôi không hiểu tại sao với tư cách là một vị linh mục mà cha lại có thể có những hành động làm mất đi nhân cách của mình đến như vậy. Mà một người giáo dân bình thường như tôi cũng không thể làm được những việc như thế. Và rồi sự gì đến cũng đã đến trong cái hậu quả của cái mối quan hệ mờ mờ ám ám đó là sơ đoan, có thai sinh được một đứa con trai và kết không có gì khó hiểu là sơ đoan buộc phải xuất tu do vi phạm quy định trong giáo luật. Để che giấu cho cái hậu quả của mình gây ra, cha đã vất vả tìm đủ mọi cách đẩy hai mẹ con đi nơi khác sinh sống để chính bản thân mình sẽ được an toàn trong cái việc quản lý giáo xứ của mình. Trước việc làm sai phạm của mình và lời bàn tán xôn xao từ nhiều phía, cha đã tìm nhiều cách thanh minh cho cái tội lỗi do mình gây ra và tích cực làm việc nhằm lấy lại lòng tin trong một đại bộ phận giáo dân trong giáo xứ đang hướng con mắt nghi ngờ vào cha. Trong đó đáng tuyên dương cho cha trong việc đứng ra xây dựng hai ngôi thánh đường Ba Bảo và An Tôn, và đồng thời bí mật chuẩn bị lại các hồ sơ để nhanh chóng đi du học ở Mỹ nhằm làm xoa dịu việc bàn tán trong giáo dân. Năm 2010, cha chính thức đi du học sang Mỹ, bỏ lại một quá khứ đen tối và những bàn tán của giáo dân ngày dần đi vào quên lãng. Thời gian dần trôi qua và sự việc đó trong đầu óc tôi gần như đã đi
vào quên lãng. Cho đến một ngày, bà con giáo dân chúng tôi đi lễ như thường, lễ tại thánh đường Ba Bào. Và mưa đã làm cho buổi lễ gặp không ít khó khăn, do trần nhà bị dột nát và nền ngôi thánh đường nhiều chỗ bị bong tróc và hư hỏng nặng. Bức xúc trước cảnh đó, tôi và nhiều anh chị trong giáo xứ đã thắc mắc một hồi lâu và chợt nhớ ra một điều quan trọng trong thời gian cha đứng ra xây dựng ngôi thánh đường này. Phải chăng cha đã có sự cắt xén ăn bớt số tiền xây dựng để sử dụng cho mục đích riêng tư của cha, chẳng hạn như dùng để đi du học, chu cấp cho sơ đoan để ổn định cuộc sống? Vì lúc đó, sau khi hai ngôi thánh đường hoàn thiện, cha đã công bố kinh phí xây dựng với con số rất lớn. Nhưng tưởng ngôi thánh đường này sẽ đứng vững rất lâu, nhưng chỉ qua vài năm đã xuống cấp trầm trọng thế này. Sự thật tôi rất bức xúc. Cha đừng tưởng cha đi du học thì mọi chuyện êm xuôi. Nỗi bức xúc trong tôi. Đó là một bài viết của một mà giáo dân đã lên án một cha xứ ở tại Phan Thiết. Thì mình sẽ cho quý vị các bạn ngắm gương mặt khả kính của cha Nguyễn Đức Lợi Agostino. Đây là hình ảnh của cha. Và giáo xứ Thánh Linh, nơi cha đã ở. Bài viết được cập nhật của nickname Facebook Nguyễn Cường. Rất có nhiều lời hăm dọa trong cái comment. Cường ơi, ta hỏi mày, mày là đạo bô thân phải không? Trước sau gì mày cũng bị đài bắt đắc kỳ tử, mày là quỷ Lucifer gì đó. Rất có nhiều cái bài comment để hăm dọa. Tiếp tục làm đề tài thứ hai là hành trình của một mà doanh nhân bỏ đạo Công giáo nhưng rất thành công. Được sinh ra thế hệ đầu 8X ở một tỉnh mà mọi người hay gọi là Tây Gậy, Tây Bị khắp nơi tung hoành. Trong một gia đình có truyền thống đạo Công giáo, nên cũng như bao đứa trẻ, khi tôi vừa sinh ra là đã bị cha mẹ mang đi rửa tội để gia nhập vào đạo Công giáo. Khi còn chưa nhận thức được bất cứ điều gì, thì tôi bị bắt buộc phải trở thành một Kitô hữu. Rồi từ đó họ nhồi nhét vào tâm hồn ngây thơ của tôi, cũng như bao đứa trẻ khác, những câu chuyện hoang đường và nhảm nhí. Những sinh hoạt trong nhà thờ như dân lễ, tham gia vào các hội thiếu nhi thánh thể, rồi các buổi cầu nguyện hay đọc kinh hàng ngày, đối với bản thân tôi đã trở nên quen thuộc, và nó cũng là một phần của tuổi thơ tôi. Khi còn là một học sinh, tôi luôn được đánh giá là một học sinh giỏi. Tôi luôn đứng trong top đầu của lớp và của trường. Tôi là niềm tự hào của cha mẹ, của thầy cô giáo, và cũng giành được sự tôn trọng của bạn bè đồng trang lứa trong học tập. Có lẽ cũng chính điều này mà từ thuở nhỏ tôi là một kẻ hay tìm tòi và khám phá. Tôi luôn cố gắng tự trả lời các câu hỏi mà tôi nghi ngờ. Tôi cũng không biết từ bao giờ cái đam mê về khoa học nó luôn luôn lôi cuốn tôi. Khi nhập học cấp 3, tôi được học ở một ngôi trường lớn hơn. Có nhiều người bạn của tôi, họ cũng học rất giỏi, nhưng gia đình họ cũng không cần có đạo. Vậy tại sao họ vẫn thông minh, gia đình họ vẫn cũng rất hạnh phúc? Từ đó tôi luôn luôn đặt dấu hỏi rồi tự tìm ra câu trả lời. Cũng từ đây mà cái gọi là đức tin nó bắt đầu phai nhạt. Nó không còn hấp dẫn tôi nữa. Các câu chuyện về các linh mục cưỡng ép giáo dân đóng góp tiền bạc, tôi nhận thấy có nhiều điều rất tàn nhẫn về sự đóng góp này. Có những gia đình vì nghèo khổ mà họ không có khả năng đóng góp, thì các vị linh mục này đã đập
tên để bêu ríu họ trong nhà thờ. Lớn lên tôi mới hiểu đây không khác gì hành vi ăn cướp và làm nhục con người. Quyền năng của Chúa đã bị biến thành loại vũ khí tối tân để các linh mục mang đi chiếm đoạt tiền bạc và tài sản của họ. Chúa đã buộc phải trở thành những tay đòi nợ thuê siêu hạng. Rồi các mối quan hệ lén lút và bỉ ổi với phụ nữ, nhưng mà không ai dám công khai lên tiếng. Các buổi sinh hoạt về tôn giáo hay các buổi đọc kinh và cầu nguyện hàng ngày đối với những đứa trẻ như tôi là bắt buộc. Nó bắt đầu nặng nề và bắt đầu trở thành một nỗi ám ảnh. Nó đã trở thành một thứ thừa thải mà mỗi lần tôi phải đối diện. Tôi đã nhận thức được có quá nhiều điều vô lý và nhảm nhí trong cái đức tin về một vị Chúa toàn năng mà bản thân bị buộc phải tin, buộc phải sống trong cái vòng kim cô mà giáo hội Công giáo đã quy hoạch và lập trình sẵn cho tất cả những đứa trẻ như tôi. Phải sống theo mục đích của giáo hội Công giáo. Có lẽ từ đây mà cha mẹ tôi đã bắt đầu la mắng tôi vì cái gọi là sự nghèo nàn đức tin. Khi bước chân vào giảng đường đại học, phải xa gia đình, tôi như con chim được sổ lòng, như con cá đã thoát ra được cái ao làng tù túng. Từ đây tôi phải tự quyết định cuộc sống của mình, tự mình phải đứng, phải đi bằng chính đôi chân của mình. Tôi đã không còn phải dành thời gian hàng ngày để làm các việc thừa thải là suốt ngày phải đọc kinh và tôn vinh Thiên Chúa nữa. Đúng như Valéry nói, càng hiểu biết thì con người càng được tự do. Tôi rất thích câu nói này. Vâng, đúng là như vậy. Càng hiểu biết càng làm cho chúng ta cứng cỏi và có ý chí hơn, tự tin hơn, và nó làm cho chúng ta tự do hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cha mẹ tôi gây áp lực rất mạnh với tôi vì sự nghèo nàn đức tin. Hoặc là tôi phải nghe theo họ nếu muốn học tiếp, hoặc là tôi phải tự bươn trải để kiếm tiền, để tồn tại và duy trì việc học. Tôi đã chọn phương án thứ hai, và ngay lập tức cha mẹ tôi đã cắt 1/2 số tiền mà hàng tháng gửi lên cho tôi. Tôi đã bươn trải thêm bằng cách đi làm gia sư cho môn vật lý, cho vài học sinh ở những gia đình có điều kiện. Cuộc sống tự lập nó rất khó khăn, nhưng cũng có phần may mắn đến với tôi. Cuộc sống tự lập nó rất khó khăn, nhưng cũng có phần may mắn đến với tôi. Khi thời đó tìm được một công việc để tự lập nó rất khó khăn. Hình như có một số gia đình các em họ cũng hiểu được hoàn cảnh và sự quyết tâm của tôi, nên họ trả công cho tôi cao hơn vì sự nhiệt tình và khả năng sư phạm của tôi. Nên tôi cũng đủ sức tự lập cuộc sống của chính mình trên đất thủ đô Văn Hiến. Họ Văn Hiến, cả về vùng đất, cả về con người và cả về tình thương nữa. Tôi rất biết ơn họ. Những gia đình hoàn toàn xa lạ nhưng đầy tình thương và lòng nhân ái. Câu nói mà người thầy giáo dạy vật lý của tôi tên thầy Vũ Quang Hiếu, khi tôi còn học lớp 11, trong một lần nói chuyện với thầy về đức tin của tôi, về những chuyện tôi bị ép buộc trong các nghi thức thực hành đức tin tôn giáo, thầy đã lấy câu nói của ông cha ta để khuyên bảo tôi: ông trời không bao giờ phụ công người cần cù và cố gắng, dù họ có theo hay không theo bất cứ một tôn giáo nào. Và đúng như vậy, dù họ là ai, sinh ra ở đâu, sự cần cù, siêng năng và cố gắng luôn được trả công. Hay nói cách khác, sự thành công luôn được bắt đầu từ sự cố gắng. Với sự cố gắng trong học tập của mình, nên khi ra trường, tôi được nhận vào làm ngay ở công ty có vốn đầu tư từ Singapore.
Sau 4 năm làm việc, tôi đã được đưa lên làm giám đốc bán hàng và phụ trách các chiến lược kinh doanh của công ty. Rồi 3 năm sau làm việc, tôi đã tự mở cho mình một doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng có lúc thăng lúc trầm, nhưng hiện nay doanh nghiệp của tôi đã lên đến hơn 300 nhân viên. Cũng có chút tiếng tăm trên thị trường về sản xuất đồ gia dụng đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các công ty cùng ngành, nghề và cả công ty cũ. Trong bạn bè, đồng nghiệp và đối tác của tôi, có rất nhiều người họ rất thành công, mặc dù có rất nhiều người trong số đó không được học đại học như tôi. Nhưng họ rất giỏi và vô cùng nhạy bén trong kinh doanh. Họ là những người thương thuyết rất tài ba và rất nhiệt tình trong các công tác từ thiện, rất có hiếu với cha mẹ, người thân. Tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ những con người đó, mà hầu hết họ đều không có đạo như tôi. Vậy có phải là những người có đạo họ mới có đạo đức, mới sống tình cảm, họ mới có thành công không? Những người vô thần và độc ác sao? Không bao giờ các bạn ạ. Đạo đức nó bắt nguồn từ sự hiểu biết, nhận thức và nền tảng gia đình nữa. Chính những kẻ khoác trên mình bộ áo dài thủng đen, những hàng giáo phẩm, chúng nhân danh Chúa rồi tự phong tước vị cho nhau, chia nhau quyền lợi và bổng lộc, rồi sống trên đầu trên cổ các giáo dân lương thiện, mới là những kẻ đáng nguyền rủa và vô đạo đức nhất. Chúng nhồi nhét vào đầu tín đồ và bắt họ tin tuyệt đối vào những thứ bịp bợm, hoang đường và phi dân tộc. Từ đó chúng khai thác triệt để sự mù quáng và sùng bái đó bằng tiền bạc của họ và nô lệ họ. Chúng mới là những kẻ nói dối và lưu manh nhất xã hội loài người sản sinh ra. Chúng nghĩ ra luật này, luật kia, rồi tội này, tội kia, rồi nhân danh Chúa chụp lên đầu tín đồ, rồi khống chế họ, thỏa mãn mục đích cai trị ăn trên ngồi trước của chúng. Những tín đồ mù quáng và cuồng tín cũng chính là những kẻ vô lương tâm và vô nhân tính, vì đức tin tôn giáo mà họ sẵn sàng kề dao vào đồng bào của họ, sẵn sàng xa lánh, cưỡng ép người thân ruột thịt của mình để chỉ bảo vệ đức tin mù quáng và rơm rác đó. Những lời nguyền rủa và trù ẻo rất thâm tệ. Những người bỏ đạo như tôi luôn chảy ra từ môi miệng những con người này. Bao nhiêu đôi trai gái phải chia tay nhau trong nước mắt. Có người đã phải tự tìm cái chết chỉ để vì những thứ đức tin mù quáng, hoang đường và đáng nguyền rủa như vậy. Có những đôi họ đến với nhau trong tủi nhục ê chề vì sự xa lánh của chính gia đình họ. Một tôn giáo được dựng lên không bao giờ vì con người cả, mà tôn giáo đó nó bắt con người phải phục vụ nó, hy sinh và phục tùng nó. Một tôn giáo được tạo ra chỉ để lập trình con người trong hoang tưởng, u mê và mù quáng, với mục đích dụ dỗ và cai trị tín đồ, thâu tóm quyền lực, tiền bạc và treo đầu cưỡi cổ tín đồ. Đọc lại lịch sử các tôn giáo độc thần, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, chúng ta sẽ thấy được những tội ác kinh hoàng mà những kẻ nhân danh Chúa hay thánh thần gây ra và sự lũng đoạn nền chính trị thế giới. Các tòa án dị giáo được dựng lên rồi xử tử bất kỳ ai không có đức tin chung với họ. Những cuộc thập tự chinh được các giáo hoàng phát động để mở rộng quyền lực cho giáo hội đã được đánh đổi bằng vô số mạng người. Một tôn giáo luôn rêu rao đòi tự do tôn giáo, nhưng bản thân tôn giáo này lại bóp chết mọi tự do. Rồi gần đây những chuyện linh mục, giám mục, rồi cả hồng y, chúng ấu dâm hàng loạt các trẻ em trên thế giới, rồi các nữ tu bị bóc lột và cưỡng bức tình dục ở khắp các nhà thờ công giáo bởi các vị đại diện cho Chúa bị phanh phui. Chúng ta mới thấy được
một thế hệ thế giới điệu giả, lưu manh và rác rưởi trong cái vỏ bọc tôn giáo luôn được rêu rao là thánh thiện, tông truyền duy nhất này. Không ai chọn được cha mẹ sinh ra mình, nơi sinh ra mình, nhưng cũng không ai được phép chối bỏ điều đó. Đó là kết tinh và truyền thống của dân tộc. Đó cũng là đạo đức rất giản dị và tối thiểu của con người. Tôi cũng không ngoại lệ đối với cha mẹ tôi. Họ cũng là nạn nhân của sự rao giảng mù quáng đó. Họ đáng thương hơn là đáng trách nhiều lắm. Tôi luôn đảm bảo cho các bậc sinh thành tôi sinh ra một cuộc sống tuổi già có hậu nhất. Rồi những con đường, những công trình hay những hàng cây tôi góp một tay để xây dựng quê hương tôi, tôi cấm tuyệt đối bất kỳ các nghi lễ nào liên quan đến Chúa đối với những công trình mà tôi đóng góp hay tài trợ. Tôi đuổi thẳng cổ bất cứ ai ra khỏi nhà tôi nếu có ý định quyên góp tiền của cha mẹ tôi để làm các công trình liên quan đến đạo Chúa. Tôi là một cái gai trong mắt mấy tên linh mục ở nơi tôi, nhưng không kẻ nào dám động tay động chân hay kể cả động miệng đối với tôi cả. Tôi sẽ tiện chúng về với Chúa của chúng ngay tức khắc nếu kẻ nào manh động với bất cứ ai trong gia đình tôi. Vì tôi mà rất nhiều người ở quê hương tôi đã công khai bỏ đạo. Tôi đã kêu gọi mấy kẻ nào đối chất công khai về đức tin, nhưng không kẻ nào dám cả. Do đó tôi luôn gọi mấy kẻ này là những kẻ mang danh Chúa ra để thủ dâm tinh thần cho nhau, để cùng nhau lên thiên đàng. Tác giả bài viết này cũng đã đọc một số bài của tôi. Anh ấy là chủ một doanh nghiệp rất thành công đã gửi bài cho tôi và nhờ tôi chỉnh sửa lại, và tôi đã giữ lại 90% lời của tác giả và đã được sự đồng ý xin được giấu tên và hình ảnh tác giả vì công việc kinh doanh của anh ấy. Rất cảm ơn anh đã biết đến tôi và tin tưởng gửi bài cho tôi. Một bài viết tuyệt vời. Với suy nghĩ của anh, chắc chắn anh sẽ thành công và sẽ tiến xa hơn nữa trong công việc của mình. Chúc anh luôn thành công trên con đường anh đã chọn. Đó là một cái bài viết tuyệt vời của một con chiên cải đạo nhưng kinh doanh rất thành công. Thôi cho các bạn xem nghĩa mấy tấm hình này chút xíu. Đây là cái căn nhà của cái anh doanh nhân. Còn đây là người tình của linh mục và linh mục. Anh nghĩ anh là ai chứ? Thứ nhất, nếu mà linh mục thì anh sẽ không làm bậy với tôi, không gieo đau khổ đến cho tôi, không chà đạp lên thân xác của tôi. Còn nếu anh là người thường thì tôi giết anh lâu rồi. Anh nói với tôi nếu anh muốn bất cứ giờ nào cũng có phụ nữ bên cạnh, thật là khốn nạn, vậy thì đi tu mà làm gì nữa? Ông bà của anh vẫn sống nổi sao? Đây. Tiếp nè. Tôi cũng thấy công giáo đi xuống quá. Cái gì cũng tiền, theo Chúa sống theo, sống nghèo khó mà cứ đua nhau xây nhà thờ to đẹp để giúp người đói ăn đi. Xin lễ mà cũng lấy tiền 250k, lễ si misa thì cả triệu bạc, lễ cưới phải đưa 500k cho cha, hoa 500k, ca đoàn 500k, cầu nguyện cho ông bà đã mất 200k. Vậy người giàu sẽ được cầu nguyện nhiều hơn, tiền trên hết. Xin hỏi theo Chúa lấy tiền nhiều để làm gì? Xin trả lời. Đấy, em ra trả lời hết đây nè. Cái rổ là để đi xin nè. Con thấy truyền giáo Việt Nam, con thấy tập trung vào giới vùng xa xôi, nghèo nhưng giới trí thức thì thiếu. Dạ, để cha
đăng Facebook. Bốn, Hồng Y can tội hiếp dâm trẻ con. Hồng Y Rockefeller, Úc, người Úc. Hồng Y Hamman, Rock, người Áo. Hồng Y Kate O'Brien, người Anh. Hồng Y Theodore McRatrick, Mỹ. Đấy. À, cho quý vị coi những thông tin như bạn, mấy bạn các bạn đó đem đã chia sẻ rồi đó. Rồi vậy sao mình sẽ tìm những cái bài hấp dẫn hay chia sẻ. Yêu cầu Kitô giáo trả lại cho người dân Do Thái vị Thiên Chúa mà Vatican đã ăn cắp 2000 năm nay, rồi về chế biến xào nấu thành Chúa Ba Ngôi, rồi nhận vơ chiếm đoạt làm của mình. Lần sau mình sẽ làm một cái clip gì đó về tên này ha. Bài này hay nè, bài này tuyệt vời nè. Lần sau mình sẽ làm cái clip là phản biện cách giải thích kinh thánh lưu manh và vô học của ông Vũ Văn Thiên, tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội. Đấy. Rồi, tại đây nha, hẹn clip sau nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.